có, chị thích Văn Toàn. Chị thích anh Văn Toàn nha mọi người. Em thì thần tượng Văn Toàn để chuyển vào Hà Lan. Cơn lốc đường biên giống nhau. Chắc là lý do mà Thanh Nhã là thần tượng Văn Toàn được không ạ? Vì anh Toàn có lối đá kiểu tốc độ cũng như là sự khéo léo trong vòng 16m50 nên là kiểu cũng khá giống với lối đá của em. Nên là em hâm mộ anh từ lâu rồi. Nhưng mọi người đã thấy là em với anh Văn Toàn có một tấm ảnh, nói chung là chắc khoảng cách đây phải 4-5 năm trước rồi á. Em đã thích anh từ rất lâu rồi. Em mong sẽ có một ngày gặp mình, hợp lại để chơi một cửa.